phẫn nộ cô gái bị đánh nhập viện vì từ chối đi xem mắt. Mạng xã hội Trung Quốc gần đây vô cùng phẫn nộ trước vụ hai mẹ con ở huyện Sóc Sơn, tỉnh Hà Nam bị đánh đến mức phải nhập viện sau khi từ lời mời đi xem mắt. Quang Hồng Vi, 34 tuổi, sống ở huyện Sóc Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã bị đánh nhập viện sau khi từ chối đi xem mắt khi cô về quê ăn Tết. Trang The Paper đưa tin hôm ngày 13 tháng 1. Người mai mối cuộc hẹn này cho Quang là Dong Mu Mu, một người cùng làng. Nạn nhân cho biết là người quen nên bình thường cả hai bên không có bất đồng. Người Dong muốn giới thiệu là con trai của một người họ hàng, nhưng Quang đã dứt khoát từ chối. Ngày 7 tháng 1, Dong cảm thấy bị bẽ mặt vì lời khước từ nên đã đến nhà Quang và tranh cãi với bố mẹ cô, chê trách cô gái vì không chịu xem mắt. Ông ta nói rằng anh chàng kia cũng là người làm ăn ở xa và kiếm được rất nhiều tiền, còn nói những lời xúc phạm về Quang. Dong chê trách Quang đã ngoài 30 tuổi còn chưa chịu lấy chồng. Rõ ràng tôi đã từ chối lời giới thiệu. Tôi nghĩ hành động của ông ta thật vô lý, cô Quang nói. Sự việc chưa dừng lại ở đó, chiều ngày 11 tháng 1, vợ chồng Dong cùng các con của mình lại đến nhà Quang và có nhiều lời lẽ mắng cô thậm tệ. Sau đó hôm ngày 12 tháng 1, Dong tiếp tục tìm đến nhà Quang cãi cọ, sau đó dùng gậy sắt hành hung mẹ con cô. Ngay khi xảy ra sự việc, Quang đã gọi cảnh sát và hai mẹ con được đưa vào viện để kiểm tra, điều trị vết thương. Cô gái bị chảy xước nhiều chỗ, chóng mặt và phải truyền dịch. Mẹ của cô, bà Jan Jujin, bị thương nặng. Phóng viên đã xem xét chẩn đoán của bác sĩ và thấy mẹ của Quang bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi, gãy đốt sống. Phía Liên đoàn Phụ nữ huyện Sóc Sơn cho biết họ đã nhận được thông tin và đang trong quá trình xác minh vụ việc.